Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị nhìn thấy, đây là một cái cây cầu. Cây cầu này được người ta được gọi là cây cầu cốc. Lý do là những cái miếng những cái cây nhỏ nhỏ mà được bắt ngang cái con kênh như thế này là cây cốc. Hả? Và người dân nơi đây vào đây vào mùa mưa thì người dân nơi đây việc di chuyển từ những hộ dân từ bên đây hơn 10 hộ dân và trong đó thì hơn cả 100 người hàng ngày phải di chuyển trên cái con đường này để qua được cái cây cầu này. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị thấy đó, đây là cây cầu đang rất là xuống cấp, rất là nghiêm trọng. Và trên cái cây cầu này thì chúng ta thấy rõ là khi mà Bùi Hồ bước đi từng bước nhẹ như thế này đó thì có thể lọt chân ở dưới này bất cứ lúc nào. Và theo chia sẻ của người dân thì cây cầu này cũng khá là lâu, và khá là lâu và cũ kỹ, đã đến thời kỳ xuống cấp rồi. Thì người dân mới nhờ Bùi Hồ quay lên để mà cùng chung tay với lại những người dân ở nơi đây để mà có thể bắt được một cây cầu mới cho hơn 10 hộ dân ở đây. Và hôm nay thì đến đây thì có anh Hai Sự. Anh Hai ơi, cho em hỏi là cây cầu này là của bao nhiêu hộ dân hả anh Hai? Đi đường đi hôm nay khoảng 10 hộ. Rồi, cây cầu này nó có từ bao lâu rồi anh Hai? Cầu này có khoảng 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Mỗi lần nào có như là làm gì đó 2-3 năm là nó hư rồi, là anh mất sửa lại. Anh với mấy anh em là hùng nhau rồi sửa. Cây cầu này là cây cầu tự phát của mình hay sao anh? Mình tự ấy. Dạ. Anh nói với em thì là một người đi trên miền sông nước, nhưng mà em cũng thấy ớn ớn khi mà sợ cái ván cái cây này nè gãy sụp đổ bất cứ lúc nào, hoặc là có thể sập chân. Coi như là năm ngoài là thai. Ồ né qua rồi, để cho đi qua đây luôn rồi. Không, để cho cô đó chạy qua để thật hư như thế nào, để cho cái chị đó chạy qua. Rồi cô bác anh chị tại đây phải nhường hai chiếc xe thì không thể nào lên cùng một lúc được. Trời nghe. Ê. Cô bác quý anh chị thấy không? Cô anh chị đó ăn nó. Chúng ta nhìn thấy được một cái sự cực kỳ nguy hiểm luôn. Và không biết là tại sao mình không chặt ở những cái đường này cho nó bằng mà để lộn chổm ghê hả anh? Nó có dạ. Lật ngã rồi, nó cái này còn đỡ lại được. Trời ơi. Có ai bị lật chưa? Trời ơi, nhóc có chân nè. Ôi ơi, cô bác của anh chị thấy đây nè. Cây này sao bắt em thấy tạm bợ ghê quá mà mình dám chạy xe lên nè. Chạy đại chứ giờ không đi đường nào giờ. Sao đau khổ vậy? Bộ những người dân ở đây là họ khó khăn lắm hả anh hai? Làm miền biển ấy nói chung là đa số là những người mới lại nhiều. Có nghĩa là những người mà họ di cư lại đây ha. Cô bác của anh chị thấy không? Ở đây mà mình thấy hai cái cây bự nhất bắc hai bên đường đó là cây này, cây bạch đằng phải không anh ơi? Hai cây bạch đằng là bự nhất ở trong đây. Và cái cây mà nó ở đây, cái cây cốc mà nó lớn nhất là thì khoảng chừng bằng cây này. Và cây nào cây nấy thì nó khoảng bằng 1/2 cái cầm tay của mình nè. Và đi lên đây thì phải nói là đi thôi cũng thấy được khó khăn. Thì ở đây thì học sinh nó đi học là đi lên cây cầu này luôn hả anh? Cái cầu này không. Dạ hả? Còn ở Đằng Đẳng nó đi hơi xa là bắt đầu nó cây cầu không an toàn rồi, không có xe nó đi mà đi lặm bè như cái bè mình đi sáng. Ôi. Xô ngang dài đẳng mấy nhà đó. Ôi ôi. Có nghĩa là chỉ có một cây cầu này là duy nhất thôi. Mấy cái cầu đó là Đẳng bắt lên là đi mất hai cha con mất dắt qua không. Trời ơi, cây cầu này là bự nhất ở trong cái con kênh này luôn hả? Rồi học sinh nó đi học trên đây, học sinh nó có bị té không? Cho nó đi đường này không à? Có bị té không anh? Học sinh đó. Học sinh thì chưa. Nó đi lại đây đâu làm lên xe đâu. Chứ nó đi qua được. Cái cầu này thì đi em sợ, đôi khi em lại sợ lọt chân dưới này nè. Ồ ghê quá. Trời mưa trợt thì cái cây này nó bị trơn không? Trơn dữ lắm. Vậy hả? Cô bác với anh chị thấy mà khi mà cái đoạn đường á thì khô ráo á
thì đường này chạy xe bình thường, nhưng mà một khi mà mưa trợt ấy, thì những cây này nó có thể đâm vô cơ thể của mình, phải nói là đau thương cô bác của anh chị. Thì bây giờ chắc có lẽ là anh hai thì cũng quen, và nhờ anh hai thì chở đi lại đằng nhà của những người dân Khmer đằng kia, hỏi cây coi cây như thế nào. Trời ơi, trời, này mà lọt bánh xe xuống đây rồi sao? Cái này mà buổi tối mà chạy mà đi nhậu về một cái ha, lọt xuống đây thì có cái là gãy bận họng luôn. Không có để ý là té đó. Té liền á. Trời ơi trời. Cây cầu này gọi là cây cầu đau thương đó cô bác quý anh chị. Ở bên đây thì hơn mười mấy hộ dân ở bên đây. Còn bên đây là một cái trục lộ chính để nối với một cái trục lộ lớn á. Rồi mình bắt vậy là nhà nước có la gì không? Ý em nói là cây cầu anh đang bắt vậy đó. À, không, đâu có la, trời ơi, mấy ông làm không được, mấy ông khuyến khích mình nữa. Ồ. Thôi bây giờ chắc nhà anh hai trở lại đằng kia cô bác với anh chị. Đằng này chứ. Cái đó đang làm gì anh? À, những người dân ở đây là họ sống là, có nghĩa là cây cầu là chạy dọc theo tiếng đó cô bác với anh chị. Là đi đường của cây cầu hồi nãy đó, mình anh em mình đi đó hả? Bây giờ tìm cách là... Ô, ở đây rồi con kinh rồi sao? Thì cũng có cái cầu nhỏ cái bắt qua. Bây giờ mình đi đường nào để qua đó? Không, ở đây mình lại chỗ chồng nhà đó mình quay qua được rồi. Cái đường lộ nhỏ vậy nè chứ đi xe không được. Đi bộ đó lại đó cái bắt đầu đi qua cầu. Rồi bây giờ mình đi lại mấy người dân ở đó được không? Lại bắt qua sông hả? Dạ. Hay có người dân đằng ngay chỗ lựa nghiêu đó được không? Có. Này lại đó lựa không đó. Ở dân này lợi dân đông đó. Rồi. Dạ. Thôi này em xuống. Nguy hiểm quá. Anh hai chạy đi. Không biết là như thế nào mà mỗi lần mà cứ đi ngang cây cầu này cái cảm giác lo lắng an là quá quá chị. Ghê quá. Ồ, đây người dân đang lựa mấy cái vỏ nghiêu, vỏ sò ra. Quá quý anh chị, thấy không? Lần đầu tiên mà thấy được cảnh này. Mấy bé này nè. Em chào chị. Cho phỏng vấn á. Con đang làm gì ạ? Con đang lựa gì? Lựa trên dép hả? Con mấy tuổi rồi? 18. 8 tuổi hả? Con có đi học không? Hả? Có. Con học lớp mấy rồi? Lựa ra này cô bác của anh chị thấy không? Hả? Con lớp 3. Con học lớp 3. Hằng ngày thì con đi học ở đâu? Trường con ở đâu? Trường con ở hàng cá. Hả? Hàng cá sấu. Hàng cá sấu. Hàng cá sấu gần hàng cá đẹp không? Không. Con đi học, con đi đường nào con đi học, con nói chú nghe ơi. Con đi đường nào con đi học? Đi đường. Có qua cái cầu kia không? Không. Qua cái cầu đó con có sợ không gái? Sao vậy? Con đi mình hay là con đi với ai? Mẹ dắt qua ha. Mẹ chở qua. Có khi nào con lội bộ qua không? Lội bộ qua mình sợ không? Không. Không sợ luôn, gan dữ ta. Nhà mình gần đây không chị? Dạ. Ồ, là mình ở bên nhà mình bên đây luôn ha. Hằng ngày là chị di chuyển là qua cây đi qua đường ra ngoài chợ xã Bình An là chị đi đường cây cầu đó đó hả chị? Ô lượng vậy là ký là nhiêu tiền chị? Dạ. Cô bác với anh chị thấy đây từ bé đến lớn à. Đó. Quay cho cô bác với anh chị xem lần đầu tiên thấy được cảnh này luôn á. Ồ thấy không? Dạ. Con tự lựa hay gì ạ? Dạ, lựa cái gì? Lựa chung hả? Ngày là con được nhiêu tiền, lựa được nhiêu tiền? Hả? Ngày con lựa được nhiêu tiền? Cái con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4, năm nay con lớp 5.
À, hàng ngày là con đi học là con đi kia qua ở ngoài hang cá sấu hay gì? Con có đi ngang cái cầu nhỏ nhỏ đằng kia không? Sợ không? Đi cái cầu đó sợ không? Ôi, hình như các bé ở đây nó quen hết trơn á, cô bác của anh chị quen, quen hết rồi ha chị ha. Chị chạy xe đằng đường cái cầu đó là chị có thấy nguy hiểm không? Đây là nguy hiểm lắm đó. Hả? Nguy hiểm lắm trời ơi. Tại đi ngang nó rung 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 sợ cũng chết. Vậy hả? Em qua đây nha chị. Lâu lâu mới đi xuống đây đó mà còn sợ nữa đó. Chị ở đâu? Ở ngay trên hang cá sấu luôn. Ừ. Lâu lâu là chị qua đây chỉ làm thuê đây ha. Là ngồi lửa này nè. Lửa này là mình tính tiền sao chị? Tiền theo ký. Ờ, một ký chị lừa vậy là chị được nhiêu tiền? Một cái này thì một ký 2.000 nè, cái này thì ký 3.000, cái này ký 1.000. Ngày chị lừa được khoảng nhiêu tiền ha? Thì theo có bữa 30-40, 20-30 cũng có. 20-30 ngàn hả? Ừ. Ủa ít hả? Cái con sò này là sò gì hả chị ha? Cái này con lụa. Tên thường thường lụa. Là kêu chanh chép. Dạ. Mỗi lần đi ngang mà mưa đường đó mưa chị sợ dữ không chị? Sợ. Có khi nào bị người hỏi chơi khó, có khi nào bị văng như cầu đó là sửa mấy lần rồi đó. Dạ yeah. Mà người ta không có cắt kiên cố được ha. Dạ, do ở đây cũng làm ăn cũng eo hẹp quá, nghèo biển khó. Giả mà có khi có khi không, bởi vì không có đủ tiền để làm cầu đúc đâu. Dạ yeah. Chào anh. À, dạ. Anh này chắc chủ à? Chủ. Dạ. Em ngồi phỏng vấn tí nha anh. Dạ. Ồ, phải nói là vòng vòng ở đây thì tất cả các bé ở đây nó đã biết lao động từ nhỏ rồi. Và nó phải hàng ngày nó phải đi học cây cầu đằng kia. Thì điều đặc biệt ở đây mà các bé nhỏ mà nó xuyên lao động vậy. Này là sò gì chị? Này sò lông nè. Ờ, nhà chị ở đâu? Ở hang cá sấu. Hang cá sấu hả? Ừ. Chị cũng vô đây làm thôi ha. Làm này lâu không chị, mùa làm lâu không? Làm cũng gần Tết vậy đó. Làm đây đến Tết luôn hả? Cũng làm như là ngày cào quất cào nhiều. Ồ. Là con lựa vậy con có sợ chúng tay mình không? Anh thấy nó cào hết trơn nó sợ đau, đây đau chứ. Đau lắm hả chị? Đau, đau. Trời ơi. Cô bác quý anh chị thấy là kiếm đồng tiền đâu phải dễ hả chị ha? Chảy máu luôn, có mấy đứa nhỏ này nó chịu mang. Chảy máu luôn á. Đây là sò từ cái bãi nghêu sò đằng kia cào lên và phải lựa từng con như thế này. Còn ta mới mua vô, ta không mua đâu. Ông ấy ta không mua đâu. Người dân nào ở đây, vòng vòng ở đây, ở nhà ở đây chị? Vòng vòng ở đây thì người ta xuống đây nữa mà, có làm gì đâu mà không được nè. Cô bác bên chị thấy lựa nhanh tay ghê không? Mỗi một người như thế là có ba cái sọt cái bên, sau đó đổ vô cái bao của mình. Sớm giờ em lựa được nhiều chưa? Em mới có nhiêu đây à? Mới nhiêu hả? Dạ. Ngày lựa được nhiêu tiền? Có 30.000. 30.000 rẻ ghê quá ha. Tại nhầm bữa sò nhiều, còn nhầm bữa sò ít. Em có đi học không? Dạ, nhà em ở đâu? Nhà em ở hang cá sấu. Hang cá sấu hả? Là chạy vô đây lựa luôn ha. Dạ. Hè à, dạ dạ, hè này mới đi học á. Ôi hè này mới đi lựa. Năm nay trúng mùa anh. Trúng rồi. Không. Hết rồi. Bà thứ mấy bà? Bà 6 ha. Bà 6 năm nay là nhiêu tuổi rồi? Năm nay 62 rồi. 62 tuổi rồi. Bà 6 lựa sáng giờ hay sao? Mới lựa đây nè. Lựa từ mấy giờ đến mấy giờ hay bà 6? Lựa này cứ 4 giờ tới giấc này nè. Dạ. Ngày bà 6 lựa được nhiêu tiền? Có khi 20.000, 30.000 cũng có. Ủa sao con nấy mà lựa cực mà rẻ tiền hả? Ừ, được lâu quá. Này em đổ. Diễn mày đội nó diễn ơi. Dạ. Này.
Cứ cào ngoài kia xong lên đây đổ rồi lựa hay mà sao? Mướn mình lựa. Ngày 20 ngàn đủ sống mà sao? Bữa nào được nhiều được 40-50, bữa nào ít 30-20. Nhà bà Sáu là ở đâu? Ở hàng cây sấu. Hàng cây sấu, hàng ngày bà Sáu có thường vô đây không? Vô hoài luôn, mà bữa nào cũng vô chứ. Dạ. Đi là qua mương này là bà Sáu chạy xe qua luôn hay sao? Chạy xe qua luôn. Qua cầu luôn. Ôi. Và gan hơn con rồi. Con đâu dám chạy xe lên cái cầu đó đâu. Đi quen rồi. Nhưng mà sợ không? Lúc đầu chạy sợ làm sao? Sợ. Nó sợ gung kệ lọt nước một cái cũng có sao đó. Dạ. Có lọt không? Không. Nếu như mà bắt được cái cầu mới bà Sáu có chịu không? Chịu. Vui không? Vui. Dễ đi, dễ chạy. Lửa này đến mấy giờ nha bà Sáu? Hả? Lửa mấy đến mấy giờ? Cái này nó không được, 6 giờ nó rồi đó. Chừng này tới 5 giờ. Dạ. Ở cô bác bên chị là cái con kinh này là một cái con kinh đào, thì đoạn đường nó đây ra tới ngoài cái đường chính quốc lộ ngoài kia thì nó khoảng gần 2 km, và nó chỉ có một cái cây cầu duy nhất là cây cầu lúc nãy đó, là Du Phương là một cái nơi mà để mà chính để mà di chuyển từ cái đoạn đường bên đây qua bên đây đó. Thì hàng ngày thì tất cả các cô chú anh chị mà làm cái công việc lựa sò lựa nghêu như thế này nè là phải đi trên cây cầu đó, có những cái trường hợp mà nghe nói cũng phải té rớt xuống cầu luôn đó. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay một thước phim này cho cô bác quý anh chị xem để mà hiểu được nỗi khó khăn của những người dân ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau nha.